Trại Phật Thương Tình, Cát Tinh Cao Chiếu, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội này thì sẽ giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỵ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý thí chủ tuổi Ất Tỵ kính mến, người xưa có quan niệm rằng trời sinh mọi người mọi số phận và sống hay là chết cũng là do số phận định đoạt riêng cho từng người. Hành sự tại nhân, vạn sự tại thiên, mọi may mắn đều là do số phận mà ông trời đã an bài. Phú quý, xa hèn của mọi người đều là do số phận quyết định và cũng không có số phận nào là thập toàn, thập mỹ. Mới đây nhất, khi xem đa số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà tử vi học hàng đầu phương Đông đã tiết lộ rằng quý thí chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nữ mạng, chỉ cần nắm bắt được cơ mệnh này thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được mọi điều như ý, vạn sự như mơ, muốn gì được nấy, cầu tài, cầu lộc đều vẹn toàn, tránh được đại hạn, xua tan vận xui điều bám, khiến cho vận trình được hanh thông, may mắn bội phần, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia mà giàu của hơn người. Vậy vận trình cụ thể của quý thính chủ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024 diễn ra như thế nào? Ba cơ hội vàng đến với bản mệnh đó là gì? Thì ngay sau đây xin mời quý thính chủ tuổi Ất Tỵ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024 được lộc bề trên, thần tài gõ cửa, vận may lũ lượt kéo đến, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, an nhàn cho đến cuối cuộc đời. Đầu tiên, thông tin đặc trưng tính cách người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng. Ất Tỵ hay còn được gọi là xuất huyệt chi xà, tức là rắn rời khỏi hang. Năm sinh dương lịch, từ mùng 1 tháng 2 năm 1965 đến 20 tháng 1 năm 1966. Năm sinh âm lịch, Ất Tỵ, thiên can Ất, tương hợp, canh, tương hình, tỷ, tân, địa chi tỵ, tam hợp, tỵ dậu sửu, tứ hành xung, dần thân tỵ hợi. Mạng phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ, khắc thoa xuyến kim, con nhà xích đế, xương con rắn, tướng tinh con trâu, cuộc đời được ông quang đế độ mạng. Ất Tỵ với nạp âm hành hỏa, do can Ất mộc ghép với chi tỵ hỏa, mộc sinh nhập hỏa, tức là can sinh chi, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, từ tiền vận cho đến hậu vận. Dù trong năm xung tháng hạn, có gặp khó khăn, trở ngại, cũng dễ gặp quý nhân giúp sức để vượt qua dễ dàng. Ất Tỵ chứa nhiều hỏa tính trong tuổi, càng lớn tuổi nếu thiếu chất thủy kiềm chế, các bộ phận tim mạch ruột, lưỡi, dễ có vấn đề, nên lưu tâm từ thời trẻ, để về già đỡ bận tâm. Sinh vào mùa xuân hay hạ là thuận mùa sinh, Ất Tỵ nữ mạng là mẫu phụ nữ thông minh, suy nghĩ tinh tế, làm được việc lớn, có vóc dáng thanh sang, suy nghĩ chín chắn, phong thái, điềm đạm, nên quý bạn phù hợp với các công việc trí thức, thành công, nhất là trong các việc dạy học, ngoại giao, nghiên cứu, trang điểm, mỹ nghệ. Nữ Ất Tỵ có tấm lòng nhân ái, coi trọng chính nghĩa, song có thiên hướng ích kỷ trong sự nghiệp của bản thân, nên người tuổi này tránh các việc bất công, nếu không liên quan đến quyền lợi của mình, lo xa, giỏi tính toán, luôn luôn cố gắng trong cuộc sống, nên không phải sống trong nghèo khó. Con đường công danh, tình duyên thời trẻ, ít người bằng phẳng, nhưng từ trung vận trở đi sẽ tốt đẹp, gia đình sự nghiệp hưng vượng. Nữ mạng Ất Tỵ, nếu có thể tạo thêm nhiều phước đức, về hậu vận sẽ sáng sủa, con cái thành đạt, được hưởng phúc lộc khi về già. Trong công việc, phụ nữ tuổi Ất Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc, bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Ất Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này, nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Ất Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác dù là những người thân cận. Tuy nhiên, phụ nữ tuổi Ất Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình, họ không lộ liễu khiến người khác phật lòng, ngay cả khi tức giận, người này cũng kiềm chế cảm xúc giấu kín trong lòng. Tuổi Ất Tỵ
không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng. Nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, tuổi Ất Tỵ sẽ sẵn sàng dùng bản lĩnh tư duy và tài mưu lược của mình để hạ gục đối thủ. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những nguyên tắc, chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh, với những cuốn sách, quyển truyện, sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến tuổi Ất Tỵ cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại mình, tuổi Ất Tỵ sẽ ôm thù hận trong lòng và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ may mắn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành, với thân hình thon thả, đôi mắt long lanh và gương mặt ưa nhìn. Cô nàng này thu hút được mọi ánh mắt xung quanh, đó là lý do tại sao họ được rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ thích làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bên ngoài của mình. Họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục luộm thuộm, mái tóc sơ rối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng, quyền lực nhất. Họ yêu bằng lý trí và rất khéo léo trong chuyện duy trì tình cảm hai bên. Tuổi Ất Tỵ có cách kiểm soát người yêu rất hiệu quả, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay mất tự do. Hơn nữa, cô ấy rất giỏi trong việc kinh doanh, kiếm tiền, sẽ là trợ thủ đắc lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ là người biết cách chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc gia đình. Tiểu kết, cuộc đời Ất Tỵ nữ mạng, tuy thời trẻ nhiều muộn phiền, vất vả, nhưng chung và hậu vận vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro, trắc trở. Nếu gặp phải khó khăn cũng luôn được các cô bác, người thân, quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nữ giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 65 đến 85 tuổi, nếu làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ gia tăng được tuổi thọ. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Ất Tỵ trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Ất Tỵ theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Ất Mộc gặp Giáp Mộc là bình hòa, cuộc sống bình ổn, ít sóng gió, chủ động làm ăn không lo túng thiếu. Xét về địa chi, Tỵ Hỏa gặp Thìn Thổ là bình hòa, không gặp quá nhiều trở ngại trên con đường thăng tiến, tiền bạc có phần dư giả hơn trước. Xét về ngũ hành, hai hành hỏa gặp nhau, thúc đẩy tài khí vượng, báo hiệu tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở, việc làm ăn ngày càng thuận lợi. Thậm chí cả những người về hưu cũng tạo ra nguồn thu nhập thụ động riêng, hỗ trợ ngược lại cho con cháu trong nhà. Đời sống vợ chồng ngày một cải thiện, gia đạo yên ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Tiểu kết, xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành như trên, nữ mạng Ất Tỵ, sinh năm 1965, được dự báo sẽ có nhiều suôn sẻ trong năm 2024. Cuộc sống bớt đi phần lo toan, bản mệnh cũng được nhàn hạ tấm thân, công danh tài lộc không có gì phải lo lắng. Làm nhiều thì càng thu về nhiều, phương diện tình cảm, gia đạo cũng rất êm ấm, đón nhiều hỷ sự. Thứ hai, xem tử vi Ất Tỵ sinh năm 1965, nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2024, Ất Tỵ nữ mạng gặp sao La Hầu chiếu mạng. Sao La Hầu là một trong 9 sao cửu diệu của niên hạn, còn được biết đến với cái tên Khẩu Thiệt Tinh, là hung tinh thuộc hành kim, thường mang đến những điều không may mắn. Người bị chiếu mệnh không phân biệt nam hay nữ. Người bị sao La Hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi, nghĩa là sao này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt. Hạn sao La Hầu còn chủ về các vấn đề sau. Về quan lộc, người có sao La Hầu chiếu mệnh sẽ không gặp được may mắn, cuộc sống vốn ổn định phải đối mặt với một vài thử thách trong cuộc sống. Đặc biệt đối với đường công danh có nhiều chông gai, vì vậy trong năm có sao La Hầu chiếu mệnh, cần phải án binh bất động, không nên hùn hạp làm ăn để tránh tổn thất có thể gặp phải. Ngoài ra, trong công việc, cần cẩn thận mồm miệng, kẻo gặp thị phi liên miên hay thậm chí dính dáng đến kiện tụng. Về tài vận, chủ mệnh gặp sao La Hầu chiếu mệnh, dễ hao tốn tiền bạc, đầu tư đến đâu thất thoát đến đó, không suôn sẻ, thuận lợi như mong đợi. Vì vậy, bất kể làm việc gì cũng phải cân nhắc chi tiêu để tránh tiền mất tật mang. Về sức khỏe, nữ mệnh Ất Tỵ gặp năm có sao La Hầu chiếu mệnh, sẽ dễ ốm đau, mệt mỏi, không có sức sống. Tuy nhiên, nếu trong nhà có người mang thai thì xem như là may mắn,
làm ăn cũng phát đạt, sức khỏe dồi dào, cả nhà được bình an. Viết về sao La Hầu, trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ như sau. La Hầu hạn ấy nặng thay, tháng riêng tháng bảy kỵ ngay chẳng hiền, môn trung đổ bạc hao tiền, tửu sắc tài khí đảo điên như là đàn ông nặng hơn đàn bà, nữ nhân khẩu thiệt sinh mà giận nhau, hao tài tốn của ốm đau, sinh ra ẩu đả lao đao chẳng hiền, đàn ông vận mạng bất yên, tai nạn phản phúc của tiền tốn hao, ăn ở ngay thẳng chẳng sao, rồi gặp nguy hiểm ốm đau nhẹ nhàng. Đối với đàn ông gặp sao này, thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tốn tiền của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bạc bài, bê tha, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn, bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh, thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực, muộn phiền. Trong năm đương số gặp sao này chiếu mệnh, nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp, cãi cọ, kiện cáo, hoặc mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Sao này xấu nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Ất Tỵ theo niên hạn là hạn Diêm Vương. Theo cửu diệu niên hạn thì Diêm Vương là vừa hạn tốt, vừa hạn xấu, hạn này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng. Nam mạng thì đỡ hơn, tốt với người có sức khỏe bình thường, xấu với những người hay ốm đau, bệnh tật, phụ nữ mang thai. Theo dân gian có câu thơ sau, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Qua câu thơ lục bát này cho thấy, hạn Diêm Vương là một hạn vừa xấu vừa tốt, tốt với trường hợp gia chủ có sức khỏe ổn định, bình thường, xấu trong trường hợp gia chủ sức khỏe không ổn, đau ốm triền miên, bệnh tật, điều trị không khỏi, chẳng may gặp phải hạn này, dễ nguy hiểm đến tính mạng, chết chóc. Mặt khác, nhiều người vẫn nghĩ Diêm Vương đại diện cho việc cai quản cõi âm, người chết, nhắc đến niên hạn này luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Trong năm gặp phải hạn này, gia chủ cẩn thận và chú ý hơn trong mọi việc, nhất là sức khỏe. Những hạn thường gặp khi gặp phải hạn Diêm Vương. Với người ốm đau, bệnh tật, bệnh càng nặng thêm, dù đã điều trị tốn tiền tốn của nhưng vẫn không khỏi, gặp phải hạn này, sức khỏe người bệnh càng lao dốc, chết chóc kề cạnh. Với người mạnh khỏe, bình thường thì hạn này chẳng ảnh hưởng gì, đôi khi còn mang lại nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Thậm chí công việc ăn nên làm ra, tiền của vật chất đong đầy, cuộc sống trong năm trở nên sung túc, ấm no, hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Diêm Vương. Nhìn chung hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với người đau ốm, bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác, uống thuốc dân gian. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Song cần lập chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng, chống bệnh tật. Người bệnh cần nâng cao ý thức rèn luyện thân thể bằng những bài tập thể dục riêng. Những người sức khỏe bình thường gặp phải hạn Diêm Vương thì cần nâng cao tinh thần, bảo vệ sức khỏe, tránh sử dụng quá nhiều chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích như ma túy. Bên cạnh đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh, sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu cho đi mà không cần nhận lại. Tiểu kết, hung tinh xuất hiện, nhắc nhở đương số nên ăn nói cẩn thận, giữ mồm giữ mình để không làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã giao sẵn có hoặc tự rước thị phi, khiến bản thân thua thiệt. Trong năm cô bác cũng cần chú ý đến vấn đề sức khỏe, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, chú ý đi đứng cẩn thận. Thứ 4. Vận niên năm 2024 của tuổi Ất Tỵ, nữ mạng. Gặp vận niên, mã bị đao, tức ngựa chiến bị thương, trong năm 2024, tuổi Ất Tỵ, nữ mạng, đa phần chịu nhiều thua thiệt về bản thân bởi ngựa chiến đông sông Tây đột, làm bao nhiêu công chuyện cho người này kẻ nọ, đề xuất cuộc mình lại bị thương, công việc vì thế mà cũng khó đạt được thành quả như ý nguyện. Chuyện tình cảm không có tiến triển gì mới mẻ, cuộc sống hôn nhân bình bình trôi qua trong cả đắng cay, ngọt bùi. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Ất Tỵ nữ mạng, theo tuổi âm. Thái tuế năm 2024. Nữ mạng tuổi Ất Tỵ không phạm phải thái tuế, không cần lo ngại về yếu tố này. Đương số tập trung lo làm ăn, mở rộng sản xuất, kinh doanh ắt cuộc sống dư giả. Kim lâu năm 2024. Tuổi Ất Tỵ nữ mạng, phạm kim lâu, không thích hợp để tiến hành làm nhà hoặc mua nhà. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Ất Tỵ, phạm hoang ốc, không tốt cho việc mua,
hoặc xây sửa nhà cửa. Tiểu kết, xét theo tuổi âm, tương đương số phạm kim lâu, phạm hoang ốc, nên không thích hợp để đứng xa lo liệu thực hiện việc liên quan tới mua bán, xây sửa nhà cửa. Nếu vẫn muốn tiến hành, nên làm thủ tục mượn tuổi để giảm bớt xui khí quý vị nhé. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Ất Tỵ, nữ mạng. Luật tử vi nữ mạng, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, năm 2024, có vận trình tương đối tốt đẹp theo chiều hướng thăng tiến. Trong năm, con giáp này rơi vào bố cục thiên can địa chi đều bình hòa. Vận trình thuận lợi, cả năm no ấm, đồng thời có ngũ hành hỏa vượng, giúp thúc đẩy tài khí, lộc phúc trong nhà cũng đầy đủ viên mãn, điềm báo may mắn, tài lộc, thịnh vượng, tình tiền viên mãn. Sau đây là những dự báo hung cát trong vận trình xuyên suốt năm 2024 của tuổi Ất Tỵ nữ mạng trên các phương diện khác nhau, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, vận trình sự nghiệp tuổi Ất Tỵ nữ mạng khởi sắc trông thấy trong năm 2024, một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có chính quan và chính ấn cát tinh hỗ trợ mạnh cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến cho bản mệnh. Người làm công ăn lương cũng có một năm khá cát lành khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, nên các kế hoạch và dự định nhanh chóng được hoàn thành một cách suôn sẻ, dễ dàng hơn. Nhờ đó, sự nghiệp của Ất Tỵ nữ mạng sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhiều vấn đề khúc mắc bỗng tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý, khơi thông bế tắc nhanh chóng. Đặc biệt, cô bác có thể mong chờ những tin vui sẽ đến ngay vào đầu năm mới 2024 này, vận may cũng ngược xuôi, tiền đâu vào đấy. Tuổi Ất Tỵ vốn được coi là một trong những con giáp may mắn nhất trong năm 2024 vì thường gặp được nhiều quý nhân trong đời. Chưa kể bản mệnh làm gì cũng có trách nhiệm, luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thiện bản thân và tìm kiếm cơ hội phát triển cả về tình duyên lẫn tiền bạc. Về mặt tài lộc, dù trước đó đời sống của con giáp này cũng gặp khá nhiều thăng trầm, biến cố, tuy nhiên, vận số của cô bác không phải là quá tệ. Đặc biệt trong năm Giáp Thìn này chính là thời gian để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời hạn trước và tích góp một khoản tiền đáng kể cho tương lai. Chưa hết, nếu biết đầu tư kinh doanh, cô bác sẽ ngày càng giàu có, tiền vào như nước. Cô bác vẫn đang cho thấy cái duyên buôn bán của mình khi duy trì được nguồn khách hàng ổn định. Tiếng lành đồn xa, càng ngày càng có nhiều người tìm tới vì uy tín của cô bác, lợi nhuận ngày càng rủng rỉnh. Thực tế là tuổi Ất Tỵ, nữ mạng, rất chăm chỉ kiếm tiền, nhưng với tính cách chắc chắn, thành thực nên các khoản tiết kiệm và tài sản được từ từ tích lũy, chứ không phải giàu có sau một đêm. Thời gian này, khi may mắn và tài lộc đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp 3, gấp 5 năm cũ. Đồng thời, các khoản chi phí trong năm 2024 tới cũng không quá nhiều, nên người tuổi này sẽ có trong tay khoản tiền lớn. Có thể thấy, trong tiến trình phát triển của năm mới 2024 này, đường tài lộc của người tuổi Ất Tỵ, nữ mạng sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu cô bác đang ấp ủ những dự định tiềm năng, thì đây là thời gian thích hợp để bắt tay vào biến tham vọng thành hiện thực. Cô bác sẽ nhận thấy rõ ràng thời cơ đến với mình ngày càng nhiều, hãy nỗ lực tận dụng thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Đây chính là tiến trình cao trào trong sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ. Có điều, tử vi năm 2024 tuổi Ất Tỵ, nữ mạng vẫn có những khúc quanh nhất định, điển hình như ngũ quỷ hung tinh, chủ về phá hoại, cản trở, tiểu nhân hãm hại. Người đang đi tìm thành công hay làm chủ đều hết sức cẩn trọng trong hợp tác làm ăn, nên ký tá giấy tờ rõ ràng, tránh mập mờ, kẻo phát sinh tranh chấp về lợi ích sau này. Ngoài ra, năm này cô bác có nhiều cơ hội để kiếm tiền, nhưng dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy, cô bác cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu, tiểu hao cho thấy. Nếu cô bác tiêu tiền không biết tiết chế, thích mua gì mua nấy, chạy theo xu thế, thì chẳng mấy chốc cô bác cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, cô bác cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý, tiết kiệm. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Dưới sự tác động tích cực của cục diện ngũ hành tương sinh, người tuổi Ất Tỵ nữ mạng được tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc. Cô bác nhận được tình cảm của nhiều người và cũng đáp lại tình cảm của mọi người xung quanh. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa hai người thăng hoa, ghi nhận nhiều tin vui liên tiếp. Người ấy chính là động lực để cô bác sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức mà cuộc sống đặt ra. Cô bác chính là cặp đôi, đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Gia đạo êm ấm, không có nhiều sóng gió, con giáp này là tấm gương để con cháu noi theo, luôn biết cách điều hòa các mối quan hệ giữa các thành viên.
Nếu đang sống độc thân, cô bác cũng có thể đón một vài cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình trong năm nay. Có thêm người chia sẻ và trò chuyện sẽ giúp cô bác tìm được niềm vui trong cuộc sống nên mở lòng hơn. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của bản mệnh Ất Tỵ trong năm 2024 không có quá nhiều biến động, nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành. Có điều nhiều thời điểm trong năm sức khỏe suy giảm, bản mệnh dễ đổ bệnh, dù không phải bệnh nguy hiểm nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, bản mệnh cần nâng cao tinh thần, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Hóa giải vận hạn theo phong thủy năm 2024 dành cho nữ mệnh Ất Tỵ, sinh năm 1965. Bước sang năm 2024, tuổi Ất Tỵ nữ mạng gặp sao La Hầu và hạn Diêm Vương. Cách hóa giải sao La Hầu theo phong thủy như sau. Đồ phong thủy. Sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương và sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng trong năm 2024. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện, giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Vương theo phong thủy. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh đau ốm và phụ nữ mang thai, để hóa giải vận xấu gia chủ nên. Với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác, uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm đến tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Ất Tỵ, nữ mệnh, trong năm 2024 này. Quý vị thân mến, chúng ta luôn hài lòng với cuộc sống của mình, một số người chỉ mong cầu thuận cảnh và không muốn đối mặt với khổ đau nằm ẩn trong những thuận cảnh đó. Điều này hoàn toàn phi thực tế, cuộc sống luôn đầy bão giông và những chuyến đi gập ghềnh. Bên cạnh đó, nếu không có gió, sương, tuyết và mưa, sẽ không có hoa nở vào mùa xuân hay trái ngọt vào mùa thu. Ngoài ra, rất nhiều người tin rằng, lòng vị tha, nỗ lực vì hạnh phúc của người khác không mang lại phần thưởng gì, họ không nhận ra rằng đó mới chính là phần thưởng xứng đáng nhất. Họ nghĩ rằng chấp nhận chân lý vô thường sẽ làm giảm ước muốn cháy bỏng và tham vọng của họ mà không hề nhận ra rằng sống với chân lý vô thường làm cho cuộc sống trở nên vi diệu hơn, thay vào đó, họ dành thời gian lo lắng về tài sản và danh tiếng. Thật không may, không ai trong số họ được đảm bảo một cái chết an bình, nói gì đến hạnh phúc trong những đời tương lai, chúng ta cần trở thành bậc thầy của nội tâm mình. Bất kể tình hình phức tạp thế nào hay cuộc sống không thể chịu đựng được ra sao, phương thuốc tốt nhất cho cuộc sống là thực hành những gì Đức Phật đã dạy quý vị nhé. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.